Hồng Loan bị nhóm thanh niên lạ đánh trên đường đi viếng mộ ba về nhà. Mới đây, các diễn đàn giải trí liên tục chia sẻ clip và hình ảnh Hồng Loan bị một nhóm thanh niên tầm 5-6 người chặn đường tắt liên tục và hâm dọa. Nhóm thanh niên này thể hiện thái độ tức giận và liên tục có những lời lẽ hâm dọa chị đối với Hồng Loan. Mặc kệ những người xung quanh ngăn cản, nhóm côn đồ vẫn hung hăng và túm tóc và đòi xử lý nếu Hồng Loan còn cố chấp. Kẻ cầm đầu nhóm thanh niên khoảng 22 tuổi cho rằng Loan đã đá đểu Hồng Phượng và cố tình hại Phượng. Sau khi clip được đăng tải, Phương Lê tuyên bố đã biết rõ kẻ cầm đầu vụ bị nhóm thanh niên côn đồ hâm dọa và tuyên bố sẽ ủng hộ Hồng Loan tới cùng. Muốn chơi chị sẽ chơi với bọn này. Phương Lê cho biết, do thời gian qua chị luôn lên tiếng bảo vệ Hồng Loan, nên nhiều người đặc biệt là đám rùi ve, ý ám chị nhóm Hồng Phượng và chú Bảy Triệu Linh, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh, luôn ghét Phương Lê. Thế nhưng Phương Lê quyết tâm sẽ chiến đấu tới cùng để bảo vệ lẽ phải cùng với em gái Hồng Loan của mình. Phương Lê cho biết, đỉnh điểm nhất là sau ngày lễ giỗ tổ, khi chị và Hồng Loan cùng chị Ni xuất hiện vui vẻ cùng nghệ sĩ Kim Tiểu Long, hát bài Thu Một Người Dân. Kể từ hôm đó, nhiều người lạ mặt liên tục yêu cầu chị xóa clip đá đểu Hồng Phượng, nhưng chị không đồng ý. Chị khẳng định chị em của chị đi chơi vui vẻ và hát bình thường, không có ý đá đểu ai. Phương Lê khẳng định chị bảo vệ và thân thiết với Hồng Loan, không có gì là sai, không ai có quyền ngăn cấm chị. Phương Lê tuyên bố, nếu sự việc xảy ra thêm lần nữa, chị sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ quyền lợi của mình. Về phía Hồng Loan, sức khỏe của chị đã ổn định trở lại, nhưng chị vẫn lo lắng rất nhiều. Chị cho biết, thường xuyên ra ngoài đi giao hàng cho khách, nên sự cố bị hành hung lần này chị rất lo lắng, vì kẻ xấu luôn nấp sau lưng để hại mình. Trước đó, người đại diện của Hồng Loan cho biết, con gái nghệ sĩ đã có mặt tại Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận vào sáng nay để lấy lời khai và cung cấp các bằng chứng liên quan đến vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Quang, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nghệ sĩ Hồng Nhung, người khởi kiện vắng mặt, ca sĩ Hồng Phượng và ông Võ Thành Nhiêu, em trai của nghệ sĩ Vũ Linh, hai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan cũng không xuất hiện tại tòa án. Luật sư của bà Nhung đại diện tham gia. Trước đó, ngày 7 tháng 6, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh thụ lý vụ kiện tranh chấp thừa kế đối với tài sản của ông Võ Văn Ngoan, tức cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Nguyên đơn là bà Võ Thị Hồng Nhung, 60 tuổi, em gái Vũ Linh. Còn bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan, 37 tuổi, con gái Vũ Linh. Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan còn có bà Lê Thị Hồng Phượng, cháu gái Vũ Linh, ông Võ Thành Nhiêu, em trai Vũ Linh. Hiện drama gia đình cố nghệ sĩ vẫn đang rất căng thẳng, người trong cuộc mệt mỏi và mong mọi chuyện sớm chấm dứt. Anh hai Vũ Luân cảnh cáo Phượng Rùi, dừng ngay trò thuê người theo dõi hãm hại Hồng Loan. Gần đây khi Hồng Loan ra khỏi nhà để giao hàng cho khách thì liên tục phát hiện những người lạ mặt. Điều này khiến người nhà vô cùng bất an vì không biết những người này có âm mưu gì. Hễ thấy Loan quay lưng đi là họ lại chụp ảnh rồi giả vờ nhìn hướng khác. Dù chưa lộ rõ âm mưu là gì, nhưng nhiều người cho rằng chắc chắn những người này có ý đồ xấu, nhắc nhở Hồng Loan cần phải cẩn thận. Trước thông tin này, anh hai Vũ Luân đã lên tiếng trên trang cá nhân của mình. Một lần nữa họ muốn ép Luân công khai những gương mặt quấy rối cuộc sống sự riêng tư của bé Loan theo cách họ làm. Đứng trước nhà, lén và xâm nhập vào nhà riêng, đi theo xe, giả khách mua hàng và đến những nơi công cộng quán ăn, cà phê mà Loan hay lui tới. Ngoài ra một người đàn ông khác thường xuyên đứng trước cửa nhà của Hồng Loan vào nửa đêm, liên tục gọi Loan ơi và chửi bới những câu tục tiểu khiến Hồng Loan và những người trong nhà vô cùng hoang mang lo lắng. Bé Bun nhiều khi đang ngủ thì giật mình khóc thét lên vì sợ hãi. Nhiều lúc nửa đêm họ còn giả tiếng chó tru, tiếng mã hú. Tôi không rõ là họ muốn điều gì từ tôi, Hồng Loan nói. Phía dưới bình luận, nhiều bạn bè đồng nghiệp cho rằng những người lạ mặt trên là lâu la của Phượng Rùi sai tới để quấy phá cuộc sống vì cây cú chuyện không giành được gia tài. Chị Ni còn nói, chắc nó thấy con em tôi bán hàng nó nghĩ giàu lắm nên tới để canh sơ hở thì hút hàng đây mà. Trao đổi với chúng tôi, phía Hồng Loan cho biết cô đã trình báo cơ quan chức năng về vụ việc. Song những kẻ lạ mặt không có dấu hiệu quậy phá hay tấn công ai nên không làm gì được. Họ rõ ràng có ý đồ đe dọa về tinh thần theo một cách kịch bản rất hoàn hảo. Chỉ làm người trong nhà mất ngủ cả đêm thôi là sức khỏe cũng đã ảnh hưởng nặng nề lắm rồi. Có đêm bùm bùm không ngủ được phần vì em bé khóc, phần vì sợ những người xung quanh. Hoa hậu Phương Lê cũng tuyên bố nếu sự việc còn đi xa và không có dấu hiệu dừng lại, chị sẽ có cách trị dứt điểm bọn rùi ve xấu xa. Câu nói của Phương Lê khiến tất cả đều có phần yên tâm hơn. Quán bún bò Hồng Phượng bị cơ quan công an kiểm tra đột xuất. Nhận được tin báo từ người dân địa phương, tổ công tác điều tra đã đến tận nơi xem xét. Hồng Phượng tái mặt khi thấy công an đến đột xuất, cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tổ công tác điều tra yêu cầu Hồng Phượng cho xem xét,
quy trình nấu ăn và bên trong một mùi hôi bốc ra, quán ăn không được sạch sẽ, nguyên liệu không tươi sống, yêu cầu quán bún bò Hồng Phượng phải ngừng kinh doanh để tổ công tác đưa thực phẩm về kiểm tra xem có an toàn vệ sinh thực phẩm hay không. Lần này Hồng Phượng tiêu thật rồi. Một đoàn công an đến kiểm tra, người dân xung quanh khu vực xúm lại xem tình hình. Gia đình Hồng Phượng mặt buồn rười rượi, làm ăn quá thất đức thì cũng có ngày đi thôi. Hồng Phượng là cháu gái cố nghệ sĩ Vũ Linh, cũng là một ca sĩ có tiếng trong làng cải lương. Tuy nhiên sau khi cậu ruột qua đời vào tháng 13 năm 2023, Hồng Phượng đã dính vào nhiều ồn ào với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ. Hai bên đã có những tranh cãi gay gắt về việc thu chi trong đám tang, hợp đồng truyền thông, tài sản thừa kế và quan hệ họ hàng. Những cuộc đấu khẩu giữa hai bên đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Tôi không đủ tâm trí để bước ra sân khấu, mọi thứ quá áp lực căng thẳng. Hồng Phượng lo sợ bị tấn công bởi những người quá khích. Thậm chí Hồng Phượng còn bức xúc cho rằng thời gian qua hàng loạt tài khoản giả mạo cô được lập ra trên các nền tảng mạng xã hội. Những tài khoản này đưa ra các phát ngôn sai lệch hoặc để lại bình luận tiêu cực khiến nữ ca sĩ bị chỉ trích. Sau những ồn ào, Hồng Phượng đã phải rời khỏi căn nhà của Vũ Linh và thuê nhà ở một nơi khác. Cô cũng cho biết rằng sự nghiệp ca hát của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bị gạch tên khỏi các show truyền hình, cũng không còn nhiều show diễn từ 6-7 tháng qua. Để kiếm thêm thu nhập, cô đã quyết định mở quán bún bò cùng mẹ ruột cô là cô Sáu Hồng Nhung trang trải cuộc sống. Theo chia sẻ của Hồng Phượng, quán bún bò của cô đã thu hút được sự quan tâm và ủng hộ của nhiều khách hàng, trong đó có cả các nghệ sĩ và người hâm mộ. Cô cho biết rằng có buổi bán được từ 150 đến 200 tô, chưa tính những đơn hàng ship đi, ngày đắt nhất có thể lên đến 600 tô. Cô cũng tiết lộ rằng quán bún bò là niềm đam mê từ lâu của cô và là món ăn yêu thích của cậu ruột Vũ Linh. Cô mong muốn mang lại cho khách hàng những tô bún bò ngon và sạch sẽ với hương vị riêng biệt của mình. Hồng Phượng cũng không quên cảm ơn mẹ, bà Hồng Nhung giúp đỡ cô trong việc mở quán và chăm sóc khách hàng. Cô cho biết rằng mẹ là người luôn ở bên cô trong những lúc khó khăn và khuyến khích cô vượt qua sóng gió. Cô hy vọng rằng quán bún bò sẽ ngày càng phát triển và dự tính mở thêm chi nhánh thứ hai. Thế nhưng vui chưa được lâu thì Hồng Phượng mới đây lại bị tình trạng bom hàng, thậm chí còn có người bảo đặt cho nghệ sĩ Kim Tử Long, nhưng khi shipper giao hàng liên hệ thì phía Kim Tử Long cho hay không có chuyện anh đặt hàng, khiến Hồng Phượng loay hoay không biết phải xử lý những phần bún bò đã được chuẩn bị như thế nào. Trước những chia sẻ của Hồng Phượng, nhiều người bày tỏ sự thương cảm và ngưỡng mộ cô. Họ cho rằng Hồng Phượng là một người phụ nữ mạnh mẽ và năng động, biết chịu khó làm việc để kiếm sống. Họ cũng mong rằng Hồng Phượng sẽ sớm tìm lại được niềm vui trong âm nhạc và hòa giải với gia đình Vũ Linh. Xôn xao thông tin mẹ ruột Hồng Loan còn sống đang định cư ở Canada. Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh được cho là mẹ ruột của Hồng Loan, được nhiều người chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Tấm hình được lan truyền với nội dung mẹ ruột của bé Loan còn đang sống và đang định cư ở Canada, bà rất nhớ và mong sớm về gặp con. Hiện cư dân mạng đang khẳng định chắc nịch đây là mẹ ruột của Hồng Loan vì ngoại hình giống nhau như đúc. Về độ tuổi của người phụ nữ này thì hoàn toàn trùng khớp. Trước đó, người thân cũng cho biết mẹ ruột của Loan 36 năm về trước sau khi sinh Loan đã bị cha ép buộc phải theo gia đình sang Canada để định cư. Từ đó tới nay, bà mất liên lạc hoàn toàn. Ở nơi xa cách nửa vòng trái đất suốt 36 năm nay, bà luôn nhớ về con gái nhỏ. Người đăng tấm ảnh cũng cho biết thêm là bà hiện đang sống độc thân sau khi ly hôn với người chồng gốc Canada và không có con cái. Như vậy, Loan là con ruột duy nhất của bà. Trước đó, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Võ Thị Hồng Loan, bị đơn trong vụ tranh chấp thừa kế đối với di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Tại buổi làm việc, bà Loan được tiếp cận sau chụp tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án như công văn phúc đáp của Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận về hồ sơ đăng ký khai sinh và nuôi con nuôi của bà Loan theo yêu cầu của nguyên đơn, bản tự khai của Hồng Loan, Hồng Phượng. Ngoài ra, bà Loan cũng có đơn yêu cầu tòa án xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của mình. Cụ thể, thẩm định tài sản liên quan đến việc yêu cầu nguyên đơn là bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản cá nhân ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online sau buổi làm việc, luật sư của bà Võ Thị Hồng Loan cho rằng những tài liệu chứng cứ do Ủy ban Nhân dân quận Phú Nhuận cung cấp về nhân thân của Hồng Loan càng khẳng định 100% Hồng Loan là con hợp pháp của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Như đã thông tin, sau khi nghệ sĩ Vũ Linh qua đời, bà Võ Thị Hồng Nhung đã khởi kiện bà Võ Thị Hồng Loan để tranh chấp tài sản thừa kế. Đến ngày 9 tháng 8, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận thụ lý yêu cầu phản tố của bà Loan. Theo nội dung phản tố, bà Loan yêu cầu nguyên đơn là bà Hồng Phượng di dời toàn bộ tài sản ra khỏi nhà số 5 đường Đoàn Thị Điểm, phường 1, quận Phú Nhuận. Hiện căn nhà này do bà Loan đứng tên.